cho thuê nhà chính chủ. Nhà cho thuê chính chủ. Chủ nhà cho thuê. Chi chít các bản cho thuê nhà chính chủ được dán đầy trên các bức tường của hàng loạt mặt bằng đắc địa bị bỏ hoang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nhất phải kể đến các tuyến đường ở trung tâm thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Cách mạng tháng 8, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Trỗi hay Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trước đây, nhiều người đã từng ám ảnh với các dòng chữ khoan cắt bê tông, rút hầm cầu, cho vay lấy liền, được dán tràn lan, nhếch nhác trên các bức tường, cột điện, từ ngõ nhỏ đến đường lớn. Thì nay, các mặt tiền lại bị chìm ngập trong các rác quảng cáo cho thuê nhà chính chủ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, dù có rất nhiều người tự xưng là chính chủ, nhưng tất cả chỉ là mạo danh. Hơi rối mắt xíu. Ví dụ như đặt vô trường hợp mà em là khách đi tìm thuê nhà, em không biết cái đường nào là nó đi nhà là nhà chính chủ để cho thuê nữa. Khó hình dung, cũng choáng anh. Như cái ma trận á. Nếu mà dán như vậy thì nó cũng dán nhiều quá vậy, nó cũng dơ bẩn của người ta. Tại vì đâu phải là của người ta cho mướn đâu mà dán luôn kìa. Ban quản nước trước hai căn nhà đã đóng cửa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Phan Thị Mỹ Lệ đã quá quen với các bản cho thuê nhà chính chủ được môi giới bất động sản dán đầy trên tường. Theo chị Lệ, dù chủ nhà không có nhu cầu cho thuê, nhưng những tấm bản cho thuê nhà chính chủ vẫn xuất hiện dày đặc ở đây. Tại vì hồi xưa thì chủ cả chục người trong này thì người ta cho chị cũng để hai cái hàng nước cắt trong nhà đây thôi. Rồi sau đó thì anh này anh về đó thì chị cũng coi chừng đồ gì dùm cho người ta chứ không có gì. Nhưng mà dán em dán vậy đó rồi đâm ra có chị cũng có tèo lên chị cắt chị xé hoài vậy đó. Em đi vô khách em dán đi chứ cũng khổ. Cứ dài hôm là chị phải cắt phải xé nó dán đầy luôn. Có khi bán bằng đêm thì chị không thấy thôi, thấy bằng ngày chị cũng tới chị la, chị cũng nói là vậy. Có nhiều người á hả, người ta xếp lại thì người ta đi, còn có nhiều người người ta phản ứng, người ta nói là cái nhà ở cái này là đất của nhà nước chứ gì của chị mà chị coi chừng. Mà chị mới nói nếu mà anh làm khó khăn gì thì chị sẽ gọi điện thoại cho chủ nhà người ta tới, chủ nhà ở cũng ở sát đây nè. Rồi có nhiều thằng á thì nó ngang ngược nó dán lên, nó có như bảng đỏ nè với lại cái bảng bên này nè là nó dán lên. Nó nói là dán quảng cáo một tờ có 2.000 đồng thôi, có gì đâu mà chị khó khăn thì giờ chị không cho em dán thì chị tự xé rồi cái nó bỏ đi. Hồi trước là em có đi làm sale là người ta có nói là do cái này chắc anh Khánh này cũng gần đây cũng có một cái căn như này nữa cho thuê rẻ hơn. Hoặc có thể nếu mà cái này là có móc nối với bên môi giới em cũng không rõ lắm về vấn đề đó. Sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên báo Thanh Niên nhận thấy từ anh Chính, anh Nam, anh Ngọc đến cô Tám hay chú Sáu đều nhận mình là chính chủ của cùng một căn nhà. Nhưng khi gọi điện theo các số điện thoại này thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Để tìm xem ai là chính chủ của một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi trong vai người cần thuê nhà để mở tiệm bán hoa đã liên hệ với số điện thoại được ghi trên biển quảng cáo chính chủ. Tuy nhiên, một người đàn ông nghe máy và tự nhận mình chỉ là môi giới. Chưa thể xác định được vị trí của căn nhà, người này liền giới thiệu một căn khác cũng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. À, không, cái này mình chỉ đại diện bên chủ nhà thôi. Chứ thì ra nhà này chủ nhà đâu có treo bảng trên đó đâu. Này hầu như bảng trên đó là đều là công ty môi giới đó. 30 giây xuống, hiện tại em đang có cái mặt bằng ở Nguyễn Thị Minh, cũng Nguyễn Thị Minh Khai nè. Nhưng mà nó đậu gần tôi mất tùng đấy, anh làm được không? Qua hôm sau, người này gọi lại cho phóng viên và giới thiệu một căn khác trên đường Nguyễn Đình Chiểu gần chợ Bàn Cờ. Đoạn gần chợ Bàn Cờ anh, đoạn này thì em cũng nhận mới rửa đây thì em bắt em vừa thấy cũng khá là hợp với cái kiểu mở shop hoa thì em mới báo anh thử nè. À, bên này thì họ cho thuê nguyên căn anh nè, giá thì 35, ngang thì 3 thước rưỡi, sâu được 11 thước đó, chợ tới lại 2 lầu thôi. Đấy, thì bên này em thấy cái giá cả lại cái khu vực á thì em nghĩ là bên anh làm shop hoa khá hợp lý đó, tại vì trên này là xe thì khá là rộng mới. Sau đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh buộc phải thu hẹp sản xuất, thậm chí là phá sản và phải trả mặt bằng. Nhiều mặt bằng văn phòng cho thuê với giá cao, vì thế xuất hiện dày đặc, tạo điều kiện cho các cò hay môi giới bất động sản hành nghề. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 thành phố Hồ Chí Minh, đã yêu cầu Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền
vận động nhân dân tham gia bóc xóa các quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng trên địa bàn, vận động người dân, doanh nghiệp ký cam kết không in ấn, tham gia dán, vẽ, treo, phát hành các quảng cáo sai quy định để giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, rất nhiều mặt bằng, nhà bỏ không ở các quận trung tâm như quận 1, quận 3 vẫn còn chi chít các biển quảng cáo, đặc biệt là bảng quảng cáo nhà cho thuê chính chủ. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây khó khăn cho những ai có ý định tìm thuê nhà.